Hey yo, what's up, khỏe không anh em? Là mình đây, sân ố của các bạn đây. Thì ngày hôm nay mình vừa đi lấy về nha anh em. Thì lúc sáng thì mẹ mình với em gái của mình chạy xe vào nhà mình thì để ba chiếc xe ở nhà. Thì em gái của mình chưa biết chạy xe tay côn nha anh em. Thì mới vừa nãy mình chỉ cho nó chạy, bây giờ nó chạy được rồi. Đó, thì mình chở được 2 bao rượu anh em. Tại bây giờ là 1 giờ chiều đó anh em, cũng nắng đó. Cho nên là mình đỡ mất công phải chạy ra xong rồi lại vào đổi xe. Thì em gái mình nó bảo là chỉ cho nó chạy luôn. Thì đây là lần đầu tiên nó chạy chiếc Xcenter 150 nha anh em. Oh my god. Hello. Ở đây tới mùa cũng vui lắm anh em. Người ta đi vườn như đi chợ anh em ạ. Rất là nhiều người luôn. Thì đường hơi khó chạy nhưng mà nó mới chạy lần đầu thôi, nhưng mà cảm thấy là nó rất là có năng khiếu. Mới chạy được lần đầu tiên nhưng mà mình thấy nó chạy như vậy là quá giỏi rồi. Còn mình thì kiểu như là chạy xe đường này quen, với lại là mình nói chung là cũng quen thôi anh em, chứ không phải là hay đâu. Nhiều khi quay video thì nó bị rung bởi vì mình chưa đầu tư được, thì anh em cũng thông cảm cho mình nha. Con đường này là gọi là con đường đất đỏ nha anh em. Đó, lại qua cây cầu thân quen rồi anh em. Cây cầu này là cây cầu gỗ nha anh em. Giỏi giang không? Thì mọi người ở đây chúc én như vậy là biết chạy xe rồi nha anh em. Nó tầm khoảng 9-10 tuổi rồi thì nó đã biết chạy xe rồi ở đây. Nói chung là được huấn luyện chạy xe từ bé luôn anh em. Ok, sắp về tới nhà mình rồi. Mình phải gọi là chở tới cái điểm thu mua điều nha anh em. Thì từ nhà mình vào rẫy tầm khoảng 5 phút chạy xe thôi nha anh em. Chạy chậm mà. Đó, đã tới rồi. Hello, what's up, khỏe không anh em? Là mình đây. Sân ngố của các bạn đây. Từ từ đã. Đây, 2 bao điều. Hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nha. Cảm ơn em đã xem video của mình. Bye bye anh em. Còn chim cũng ngắt hết chiều á. Về bên mình đi.